Xin chào, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cầu thủ Vũ Tiến Long mang áo số 6 của đội U23 Việt Nam. Một lần, cô Hằng, mẹ của Vũ Tiến Long có kể lại rằng, lúc Long mới 5 tuổi, một lần bị sốt cao, người co giật tím tái, đang cho con uống nước cam, bỗng nhiên Long rung mình, mắt chỉ còn lòng trắng, người giống như chết từ dưới chết lên, dần dần thâm đen. Tôi hoảng lắm, vừa lay con vừa khóc kêu van hàng xóm, mọi người kéo đến đông lắm mà không ai biết làm thế nào. Chứng kiến Long như thế, tôi cảm tưởng sắp mất con đến nơi. May thay có một chú thấy ầm ĩ, vội chạy sang hô hấp nhân tạo, một lúc thì Long tỉnh lại. Sau đó bác sĩ đến tiêm trợ lực mới yên, cả đêm tôi không dám ngủ, thức trắng đêm ngồi canh bên con.